quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết ngày 20 tháng 7 năm 2023 trên chuyên trang Dân Việt Media của báo điện tử Dân Việt. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió Đông Nam cấp 2 đến 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất 29 đến 31 độ. Khu vực phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22 đến 25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió Đông Nam cấp 2 đến 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mây, có mưa rào và dông rải rác. Riêng Thanh Hóa, Nghệ An nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió Tây Nam cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất 32 đến 35 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2 đến 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất 32 đến 35 độ. Khu vực Tây Nguyên, nhiều mây, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất 26 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Khu vực Nam Bộ, nhiều mây, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý trong ngày. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.